Hello anh em nha. Nay là ngày thứ bảy, ngày 15 tháng 4. Chúc anh em một buổi sáng cuối tuần thật là nhiều niềm vui nha. Sáng nay thì em lên cho anh em xem một cặp cháp bơ trà 3 tháng nha anh em. Ở đầu clip cho anh em đang xem đó ha. Ở cuối clip thì có thêm một cặp Asio Puppy 3 tháng đó nha. Đó. Hiện tại cặp này là cặp trống mái nha anh em. Con trống là ô đen nguyên con nha. Không có le một miếng nào hết. Ô đen nguyên con luôn. Trống này mắt chạm tầm 3 kg, con mái tầm 1,8 kg tới 2,2 kg nha. Đó, form dáng rất là ok nha anh em. Rất là đẹp. Cán vuông nha anh em, cán vuông rất là đẹp luôn á. Đó, cho anh em nào mà hôm rồi mà bắt hụt đó thì hôm nay bắt cặp này ha. Em cố tình em đăng lên để cho anh em bắt á. Có mấy anh em tiếc nuối là bắt không có kịp á. Đó, hôm nay thì em quay cho anh em xem luôn cho anh em bắt cho được ha. Cặp này là ô đen nguyên con nha. Cặp này em để giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu một cặp. Đó anh em nhìn ở cái góc này anh em thấy cán gà trống không? Cán vuông sạch sẽ đẹp lắm nha. Đó anh em thấy cái cặp cán không? Cặp cán nó vuông nha. Mà còn ô đen nguyên con nữa. Dáng nha. Rồi, tiếp theo là một cặp Asio Puppy 3 tháng nha. Mắt chạm con trống cũng tầm 3 kg, hơn 3 kg, con mái thì tầm 1,8 kg tới 2,2 kg ha. Form dáng rất là đẹp nha anh em. Cơ bắp. Anh em nào ít vốn thì bắt cái cặp này ha, cũng 1,5 triệu luôn. 1,5 triệu một cặp nha. Gà 3 tháng. Mấy con này nuôi rất là dễ rồi nha anh em ha. Cứ lấy thức ăn cho nó ăn thôi chứ cũng không cần cái gì cao sang hết á. Nuôi nó tới tầm 8 9 tháng bắt đầu mình mới pha bắp vô ha. Bắp với lại pha lúa vô cho nó ăn. Rồi cặp này em cũng để giá 1,5 triệu luôn nha. 1,5 triệu một cặp. Anh em nào bắt hai cặp á thì em bao phí ship luôn nha. Đó, con này cũng cánh vuông luôn. Vuông khô rất là đẹp ha. Rồi ai có bắt nguyên hai cặp này luôn á thì em bao phí ship cho anh em luôn nha. Rồi chào anh em.